Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, hôm nay buổi đầu tiên mình với cùng ông anh và thầy giáo hôm nay lên trên sân thi ở đây là tập sát hạch cũng là xong rồi. Xin lỗi mọi người, tập dạy đát là cũng xong rồi, nên là bây giờ mấy thầy trò lên là đang là tranh thủ học lái trong xa hình đây mọi người ạ. Đó. Đấy. Thì ông anh đang tập lái đây mọi người ạ, đang tập chạy trong sân đây. Thì nói chung là buổi đầu tiên là đi chạy cái này cũng can chuẩn cũng không được chính xác mọi người ạ. Đấy. Tập này xong thì sau đó sẽ đi thi. Đi thi thì nó sẽ đảm bảo. Đó. Ở đây là cái vừa nãy là cái khu vực này là khu vực ghép dọc đây. Đó. Sân ở đây thì thuộc ở khu vực phố Vị, sát với đường vành đai cao tốc nữa mọi người nhé. Hôm nay ở đây cũng rất là nhiều học viên tập chạy ở đây, tập lái ở đây. Đó. Như có một bác này, bạn này đang này tập ghép dọc ở đây này, lùi ghép dọc ở đây. Đó. Nói chung là mọi người mà cứng tay lái thì mọi người cũng thể đi được, cũng rất là dễ thôi. Đó. Ghép dọc đây, người ta có căn điểm ở sân đây, người ta căn điểm cho mình để mình chỉnh chuẩn. Đấy, cái này ghép check ở bên phải kia nhiều hơn, bên này loe ghép chưa được cân. Ở trên trên này cũng có chuồng, nhưng đây là khu kiểu hạng hạng C dành cho xe tải đấy mọi người ạ. Đó. Còn bên này là cái khu vực ghép ngang này. Đấy, bên này hướng tay lái của mình bên cái cột này là khu vực ghép ngang. Sân đây cũng khá là rộng để cho mọi người tập thử đi hình đây. Đó. Có biển báo đây nhé mọi người nhé. Nói chung là buổi đầu cũng bỡ ngỡ. Cái sân ở đây thì thấy như thầy giáo ấy bảo là lần trước ở đây thì nó rậm cơ, vừa rồi mới phát mới đốt cỏ đi. Đó. Còn bên kia đè ba kìa. Đó, xe tải vừa chạy qua. Kia còn cái xe con nữa đang thử đi đè ba. Đè ba thì mình đi cũng chưa đi được. Đấy. Khu này khu nơi có tín hiệu đèn giao thông này, đèn đỏ này. Đó. Anh kia sắp đi được một vòng rồi. Đấy. Ra khu vực này là khu vực ngoài khu vực tăng tốc đây mọi người ạ. Tăng tốc này. Tăng tốc về số rồi. Hôm nay thời tiết cũng khá là nắng luôn. Đấy, cái này đi tốc độ 20. Đấy. Sang kia thì là sang khu vực ghép ngang. Đây là hạng C. Bác nào mà muốn tập lái xe, muốn thi bằng lái xe thì cứ liên hệ qua mình sẽ giới thiệu cho thầy giáo nhé, giới thiệu trực tiếp luôn mình để cho mọi người
trao đổi thảo luận với thầy giáo viên cho nó dễ, chứ mình cũng không mình chỉ muốn là mọi người là ai mà có nhu cầu thì mình giới thiệu cho thôi. Đây, khu này khu ghép ngang này. Đấy, ghép ngang không thì ra đây, không vòng sang đây là cái khu vực bên kết thúc kia. Đó. Kia anh này ghép ngang đâm vào trong trong chuồng rồi này. Đi vào trong chuồng. Đây người ta ở đây ghi bố trí hết luôn. Đây phía bên này là phía cao tốc này mọi người nhé. Uy tín đấy nhờ. Úi, lên để ba khói mù luôn rồi. Đấy, giờ đang ghép lùi đây, sửa ghép lùi nhé mọi người. Bạn này bạn nữ đang lái một mình. Đấy, bạn lái rất khéo luôn. Và đây là bạn ghép ghép dọc đây. Rồi, thầy giáo đang hướng dẫn học viên căn chỉnh. Ở đây có hai phần, hai ô ghép ngang mọi người nhé. Đó. Và bên ghép dọc cũng vậy, có hai ô ghép dọc. Đây, phía bên đường này là đường kết thúc rồi, ra là ok rồi này. Đấy, xong cái phần ghép ngang này là được rồi. Nghe chừng sắp mượt rồi. Mỗi người nếu mà đi vài lượt là cũng có thể là thông thạo đi đi được. Đó. Đấy, một khi mà có xe đang ghép đây rồi thì xe này lên trên này ghép ở trên này mọi người nhé. Ghép cái ô bên trên đây. Còn hiện tại thì bây giờ mình đang học thi lái ở trên trường Minh Long. À, Thành Long hay Minh Long gì mình quên mất rồi. Đó. Là ở trên Văn Quan mọi người nhé. Văn Quan Lạng Sơn. Đấy, mấy ngày hôm nay thì mình cũng bận không ra được clip ấy. Nên là cũng mọi người thông cảm cho mình là cái thời gian này mình phải đi học lái này. Yeah. Anh kia đang lùi ra rất là khó, mới tập lái xong. Bạn kia thì bên đề ba vẫn chưa lên được. Đó, bên đề ba vẫn chưa lên được. Đó ấy. Xe này ra thì xe kia lại vào. Nhìn thì dễ với mọi người là được thi rồi, được lái rồi thì nó rất là dễ thôi. Nhưng mà như người mới tập lái này, mới chưa biết gì thì là một quá trình. Đó. Sang phần bên này là cái khu vực đường kết thúc đấy mọi người. Đó. Người ta cũng đi một vài lần, người ta cũng quen. Rồi đi được. Sân khá là rộng. Nay mấy thầy trò mình nay lên cái đường trên này là tập đây nó thoáng hơn, nó thông thoáng hơn. Trên trường thì người ta ngày nào người ta cũng có người học viên người ta
lái ở trên đấy lên là cũng rất là khó, rất là đông, chiếm nhiều cái thời gian của mọi người thi và người ta tập lái ở đấy. Hôm nào mình lại cùng thầy giáo là lại phải về cái khu vực trường trên đấy, tập ở trên đấy nữa thì mới quen mọi người ạ. Bởi vì sân này nó cũng là một cái sân khác không đấy, không biết là mọi người được thi. Ui dồi, xe kia vượt lên cả cái lan can. Ra đây là ra cái khu vực kết thúc của mọi người. Sang bên này là khu vực đẻ ba bên này. Đang xe tập lái mọi người. Sang đây. Đấy, và đường này là đường kết thúc, là đạt điểm là mọi người là tinh tinh là thấy chưa, vui mừng rồi. Đấy, sang cái đường bên kia, sang cái dốc đề ba đi. Đấy, mọi người đấy. Nhìn dốc ấy. Đây xe tải. Để xem bạn ấy ghép này. Xe này ngắn này. Đây thầy giáo. Thầy giáo dạy mình. Thầy giáo ở Cấm Sơn. Cấm Sơn Lục Ngạn. Đi thế này gần như là đây có người ở đây tập cả ngày ở đây, cứ tập đi tập lại, đi được cái đẻ ba là cũng là đi ổn luôn. Sang cái đẻ ba đây, mình sang xem bọn này lên cái dốc đẻ ba nhé mọi người nhé. Đây, anh chị mình lên này. Dốc đẻ ba này cũng tương đối. Đây. Đây. Vừa rồi mới đốt đây này mọi người. Đốt cái cỏ đi. Nó rậm quá. Giờ hai xe chuẩn bị lên. Nó có hai làn hai bên. Đó, dừng luôn. Đấy. Lên dốc này đối với người mới tập lái cũng hơi khó. À, lên ngon. Đi về ba ok đấy. Bạn này chưa lên được. Chưa lên được. Mấy xe lên này. Chết máy. Nhiều người sợ nhất là đề ba ấy mọi người, đề ba.
Bác này đi sáng mấy vòng quen rồi, mà cái xe tải nó khác. Đó, xe trắng lên rồi. Tiếp tục đến xe đen rồi, được lên. Đó. Xe rất khỏe, vài ớt. Máy lổ rất im. Đấy, lên được. Khởi hành để ba nhé. Đó. Hôm nay mình quay review cái cảnh mà mình với thầy giáo, mấy học trò lên trên này tập cái sân ở trên này nhé mọi người nhé. Mọi người có thể là muốn học bằng thì cứ liên hệ với mình nhé, để mình giới thiệu thầy giáo cho mọi người. Thầy giáo cũng rất là hiền lành và cũng rất là chăm chỉ, nhiệt huyết luôn. Rồi bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo lần sau của mình. Mọi người xem video thấy hay cho mình xin một lượt like và cũng như chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video như mọi người nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo lần sau. Xin chào.